Mình là Ma Siêu Mỹ An, hiện đang học lớp 22, trường tiểu học Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội. Chúng mình ai cũng có một niềm vui nho nhỏ sau giờ học căng thẳng các bạn nhỉ. Niềm vui của các bạn là gì? Niềm vui của mình là đọc sách đấy. Mình rất vui khi được giao lưu với các bạn để chia sẻ niềm say mê đọc sách của mình. Các bạn biết không, đây chính là cửa hàng sách giáo dục, một điểm tới lý tưởng của mình mỗi tuần. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cuốn sách mình yêu thích nhé. Nào, chúng ta cùng khám phá. Cháu chào cô ạ. Xin chào cô bé ham đọc sách, hôm nay cháu muốn mua sách gì nào? Hôm nay cháu đến đây để giới thiệu với các bạn nhỏ cuốn sách Danh nhân thế giới Einstein trong hội thi Trang sách xanh ước mơ hồng do Thành đoàn Hà Nội tổ chức. Cửa hàng sách giáo dục có rất nhiều đầu sách hay dành cho thiếu nhi chúng mình, như truyện tranh về những anh hùng đất Việt hay những quyển truyện tranh Doraemon lý thú. Nhưng mình thích nhất là quyển truyện tranh Danh nhân thế giới Einstein, một nhà bác học tài ba và giàu lòng nhân ái. Bạn có biết nhà khoa học được trao tặng giải thưởng Nobel Hòa bình Thế giới về vật lý Einstein không? Mình được biết đến nhà khoa học này khi mình 6 tuổi. Mình đặc biệt ghi nhớ hình ảnh Einstein trong bộ tranh truyện Danh nhân thế giới của nhà xuất bản Kim Đồng. Quyển truyện tranh này dài 159 trang, bìa ngoài in cứng, màu sắc của bìa rất đẹp. Mình rút ra được nhiều bài học về cuộc sống qua những hình ảnh cũng như các lời thoại từ cuốn truyện Danh nhân thế giới Einstein này. Nhân vật Einstein quyến rũ mình từ nội dung, sự hài hước về chiều sâu đến những tình tiết chuyển đổi đầy tính nhân văn trong truyện. Nào, chúng ta cùng đi tìm hiểu về quyển sách này nhé. Thuở thiếu thời, Einstein rất lặng lẽ. Chú của cậu là Jacob tặng cho cậu cuốn sách Hình học thần thánh của Euclid. Cậu lập tức đọc mồn mạch cho đến trang cuối cùng. Tính cách của cậu bé Einstein rất khác thường. Với những vấn đề thắc mắc, không những cậu buộc mình phải làm sáng tỏ nó là gì mà còn đào sâu tìm hiểu thêm vì sao lại như thế. Mặc dù phải nếm trải mùi vị cay đắng của việc thi trượt đại học và thất nghiệp trong 2 năm trời, nhưng điều đó không hề làm cho lòng yêu khoa học của Einstein suy giảm. Sự hiếu kỳ và ước mong hướng tới những chân lý của khoa học cuối cùng đã giúp Einstein cho ra đời thuyết tương đối, làm nền tảng cho ngành vật lý học sau này. Ông trở thành một nhà vật lý thiên tài nhất của thế kỷ 20. Và năm 1921, ông đã được nhận giải Nobel vật lý. Ông mất đi, nhưng những công trình nghiên cứu đồ sộ và tấm lòng nhân đạo cao cả của nhà bác học vĩ đại hết lòng vì khoa học, vì nền hòa bình của thế giới, sống mãi trong tâm khảm của các thế hệ tương lai. Câu chuyện về cuộc đời của các danh nhân nổi tiếng thế giới dưới hình thức truyện tranh sinh động giúp mình hiểu hơn về cuộc hành trình trở thành những vĩ nhân của họ. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chia sẻ niềm vui cùng quyển sách này. Mình hy vọng những cảm xúc chân thực có được từ việc đọc sách sẽ truyền cảm hứng tới các bạn, lan tỏa niềm say mê văn hóa đọc, giúp các bạn học tốt hơn, hiểu được cái hay, cái đẹp của văn hóa đọc. Xin chào các bạn!